thì bên mình đang chất thử con điều hòa 98.000 BTU của LG này. Bên dưới này là những cái cánh hút gió ở trong xưởng để hút vào, thổi ra không khí lạnh ở bên trên kia. Bên trong thì có những cái lưới, con lưới gì đó. Bên trong có cái bộ tản nhiệt này. Mắt yêu của tôi.